Còn ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với lớp học võ thuật của võ sư Phạm Vũ Quang nằm trên con phố nhỏ Hồ Xuân Hương tại thủ đô Hà Nội. Điểm đặc biệt của lớp học này là 100% môn sinh tham gia lớp học đều là người nước ngoài. Lớp học công phu này đã trở thành địa chỉ quen thuộc không chỉ đối với chị Jennifer, giáo viên tiếng Anh ở trung tâm Language Link Hà Nội, và còn với rất nhiều người nước ngoài khác đang sống và làm việc tại đây. Đây là lớp học công phu duy nhất dành cho người nước ngoài tại Hà Nội, bởi hiện tại có rất ít giáo viên dạy công phu biết tiếng Anh. Lớp học được thầy Phạm Vũ Quang mở từ năm 1995, đến nay đã thu hút được hàng trăm môn sinh đến từ 56 nước khác nhau. Đó, tôi có rất nhiều nghề, thì tôi cũng nghĩ rằng làm theo một cái gì đấy nó phát triển rộng về sau này. Không định hình là đây là một lò võ cho người nước ngoài. Mình chỉ nghĩ là đây những lớp học nhỏ mà mình mang được những cái kiến thức của mình đã học được thì mang truyền dạy là cho các thế hệ sau thôi. Qua những quá trình luyện tập và quá trình học hỏi và nâng cao như thế thì dần dần mọi người quý mình và đến với mình đông dần lên. Tôi xuất phát từ cái ý tưởng là đầu tiên là học hỏi về cái văn hóa của họ. Bởi vì mỗi một người đến đây, họ đến tham quan đất nước này và họ muốn tìm hiểu một cái văn hóa, cũng như họ ở lại đây họ muốn gắn kết một cái gì đó với mình, để lại cái gì đó với mình, thì mình thông qua cái võ thuật này cũng muốn để lại cho họ biết một cái nền văn hóa của mình lâu đời từ trước đến nay, mà mình không mang tính chất là dạy để chiến đấu, mà cũng dạy để tự vệ và mang chất nâng cao sức khỏe để làm cho họ có một lòng tin tốt hơn. Ngôn ngữ vẫn là một trong những điểm khó nhất trong việc dạy và học công phu đối với cả thầy và trò trong lò võ này. Tiếp đến, để kiểm soát những kỹ thuật trong công phu với nhiều động tác phức tạp đòi hỏi sự mềm dẻo, khéo léo, những môn sinh nước ngoài cũng phải gặp nhiều khó khăn và các môn sinh thường xuyên quên động tác. Jennifer mới học được hơn một tháng, chị được thầy Quang đánh giá là học khá nhanh và nhớ được nhiều động tác.